cả anh chị cô chú, anh chị cô chú trên mọi miền đã đến với kênh LTK Bonsai, cũng là nói đầu tiên cũng xin cảm ơn anh chị cô chú clip vừa qua đã ủng hộ em. Hôm nay về có gì em? Em về hôm nay có một số bông bông trang tàn, rồi. Như bông giấy với mai vàng mình chuẩn bị quế. Bông trang trắng tím sen có hết luôn nha anh chị cô chú. Rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mã số 1 là bông giấy. Mã số 1 vành 11. Vành đế 30, cao 35, giá 350k, bao ship toàn quốc luôn nha anh chị cô chú. Và tiếp vào đây cũng là một cây bông giấy Mỹ nguyên thủy luôn nha anh chị cô chú. Mã số 2 vành 12, vành đế 39, cao 32, giá 350k, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây là mã số 3. Mã số 3. Vành 12, vành đế 35, cao 36, giá 400k, bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 4. Vành 12, vành đế 35, cao 40, giá 350k, bao ship toàn quốc nha. Là bông giấy Mỹ nguyên thủy vậy là được rồi. Và tiếp theo đây là mã số 5. Vành 13, vành đế 26, cao 32, giá 350k, bao ship toàn quốc. Tiếp theo đây là mã số 6. Cũng là mã số cuối cùng của qua giấy nha. Cũng là mã số cuối cùng của qua giấy luôn. Vành 15, vành đế 30, cao 33, giá 350k, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Bông giấy Mỹ nguyên thủy. Và tiếp theo đây là mã số 7, Việt Quế nha bà con. Vành 19, đá ngang của nó là 76, cao 1m2, giá là 800k, bao ship toàn quốc luôn nha. Quế. Bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn, giá của nó là 800k, mã số 7 nha bà con. Và tiếp theo đây là mã số 8, vành 19, đá ngang 60, cao 1m, giá của nó là 800k, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Này tháp cặp nãy vừa không em? Cái này tháp cặp cũng vừa đó anh. Cái này bà con nào có nhu cầu mua cặp thì có thương lượng ha. Dạ. Nếu như bà con mua cặp thì giá thương lượng. Thấy tay cành cũng chỉnh quá nè ha. Vô chi kiển cổ hết rồi đó bà con. Đây là mã số 9. Vành 20, đá ngang 30, cao 1m, giá của nó là 1 triệu, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Mã số mấy em? Mã số 9. Rồi. Anh chị cô chú có nhà ý ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492. Số Zalo cũng là số đó luôn nha cô chú anh chị. Tán đặt ha. Tán dài dặn nha bà con. Rồi. Và tiếp theo đây là mã số 10, vành 30, tá ngang 70, cao 1m2, giá là 1 triệu. Cũng là cây mã số 10, cũng là cái cây mã số cuối cùng của Việt Quế luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay trời chuyển mưa, màn hình nó cũng không có trong không, bà con thông cảm nha bà con. Em cũng cố gắng quay cho nó rõ chút cho bà con dễ nhìn ha. Đây là mã số 10, vành 30, tán ngang 70, cao 1m2, giá của nó là 1 triệu nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Và tiếp theo đây là mã số 11, là mã số mai vàng nha cô chú anh chị. Vành của nó là 19, vành đế của nó đây là 57, cao 20, giá của nó là 500k, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đít cũng khá to ha. Dạ, cái đít to lắm. Dạ. Và tiếp theo đây là mã số 12, cũng là mai vàng mình luôn nha cô chú anh chị. Vành 19, cao 14, giá của nó là 500k. Em đo vành thân ngay đây nha cô chú anh chị. Và chiều cao của nó là ở đây. Cái này cái dáng nó nằm lết quá cho nên là em không có đo cái vành đế được. Rồi xuống. Đây là mã số 12A nha cô chú anh chị. Vành của nó là 24, vành đế của nó đây là 50, cao 34, giá của nó cũng là 500k, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492. Số đó cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cây này cũng già ha. Đế này cũng già, cây đế đều. Dạng thú không nha. Và tiếp theo đây là mã số 13, cũng là mai vàng luôn nha cô chú anh chị. Vành 19, cao 18, giá của nó là 500k, đồng giá bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 14, cũng là mai vàng luôn nha cô chú anh chị. Vành của nó là 16, cao 23, giá của nó cũng là 500k, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Mai vàng nguyên thủy không có ghép rồi cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 15, vành của nó là 15, cao của nó là 26, giá cũng là 500k luôn nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc. Nguyên một bầy thú ha. Nguyên một bầy thú luôn cô chú anh chị. Cái này giống hai thú nhỏ đeo theo à. Y gan luôn nè. Nhìn cũng hay ha. Nhìn hay hay.
góc nào nhìn gác cũng bé quái hết cho nghe cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 16, hoành 19, cao 20, giá của nó cũng là 500k, bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 17, hoành 20, cao 26, giá của nó cũng là 500k đồng giá hết nghe cô chú anh chị. Anh chị cô chú nào có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965982492, số Zalo cũng là số đó. Và tiếp theo đây là mã số 18, hoành 19, cao 17, giá của nó cũng là 500k đồng giá, bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 19 cũng là mã số cuối cùng của mai vàng nghe cô chú anh chị. Hoành của nó là 19 luôn, cao 28, giá cũng là 500k đồng giá, bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là bông trang vàng nghe cô chú anh chị, mã số của nó là 21. Mã số 20. Hoành của nó là 14. Tán ngang của nó là 56, cao 40. Giá là 1,7 triệu, bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Đây là mã số 20, hoành 14, tán ngang 56, cao 44, giá của nó là 1,7 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Và tiếp vào đây cũng là bông trang vàng, mã số 22 cũng là cây cuối cùng luôn của bông trang vàng luôn nha cô chú anh chị. Hoành của nó là 13, hoành đo đây, hoành em đo ngay đây. Hoành cũ của nó là 23, tán ngang 60, cao 45, giá của nó là 3 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Hoành 13 là em đo một thân hay hai thân em? Còn 13 em đo 1 thân. Đo 1 thân cái ha. Dạ. Còn vì... 23 đây là em đo giáp 2 thân của nó luôn. Là 23 ha. Đây. Rồi. Đây vị trí một cốt này là hoành 13 đây. Rồi. Còn ở dưới đây là 23. Rồi. Đây. Rồi quay đi em. Giá của nó là 3 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Còn tổng của nó là 23. Ship luôn chậu ha em. Ship luôn chậu luôn. Rồi. Chậu này chậu xi măng hay chậu mũ? Chậu này chậu xi măng. Rồi. Và tiếp theo đây là mã số 23 cũng là bông trang trắng nha cô chú anh chị. Hoành của nó là 10, tán ngang 35, cao 1m, giá của nó là 1 triệu, bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Bông trang trắng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965982492, số Zalo cũng là số đó luôn nghe cô chú anh chị. Đo ngay lần bút lông đó em. Đo ngay lần bút lông ngay đây nè cô anh à. Còn ở dưới là cái cũ em không có đo. Rồi. Và tiếp theo đây là mã số 24. Hoành của nó là chỉ có 9 thôi nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 46, cao 1m. Giá của nó là 1 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ở gần người ta có cưa cây cũng hay ồn à, bà con à, gắng chịu khó nghe giùm nha bà con. Ồn quá. Cây này còn đế dưới nữa ha. Cây này còn đế dưới, em chỉ đo là cái vành ngay chân đây thôi. Còn cái cũ ở dưới lại không có đo vành, đây là chỉ có 9 thôi đó nghe cô chú anh chị. Rồi. Và tiếp theo đây là mã số 25 cũng là mã số cuối cùng của bông trang trắng luôn nha cô chú anh chị. Vành của nó là 10. Tán ngang của nó là 60. Cao 70. Giá của nó là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đây vành em đo ngay vị trí này đây. Okay. Giá của nó là 1,200k, bao ship toàn quốc. 1,200k ha. Dạ dạ. Cây này lớn hơn hai cây nãy ha. Cây này lớn hơn hai cây nãy. Đây vành em đo ngay đây đây. Ừ. Rồi. Đây. Vành là em đo ngay chân lần mực đây chứ còn cái cũ dưới đây không có đo. Rồi, có. Rồi. Và tiếp theo đây là bông trang tím sen, mã số 26, vành 10. Cái này hồng phấn. Này hồng phấn nha, hỏi tím sen. Hồng phấn lá quắn. Và tiếp theo đây là mã số 26, bông trang hồng phấn. Hồng phấn lá quắn nha bà con. Vành của nó là 10. Tán ngang của nó là 40, cao 40, giá của nó là 800k, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Hồng phấn nè, phòng hồng phấn này, hồng phấn xưa nè. Đây vành của nó là em đo. Da bông đẹp quá ha. Đây em đo vành ngay chân đây nghe cô chú anh chị. Cây này có củ đế đàng hoàng nha. Em đo vành trên đây là chỉ có 10 thôi. Còn cũ dưới đây là em chưa có đo. Rồi báo lại cưng, mã số mấy giá nhiêu? Đây là mã số 26. Giá 800 ha. Giá của nó là 800k, 3 triệu toàn quốc.
Và tiếp theo đây là mã số 27 là phôi phôi của con trang đỏ lá nhỏ. Vành của nó là 16, cao 58. Giá của nó là 600k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây em đo vành tổng ở dưới đây. Giá của nó là 600k bao ship toàn quốc. Đây là mực cút lông đó ha. Trang là mực cút lông ở đây. Rồi. Và tiếp ở đây là mã số 28, cũng là bông trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Vành của nó là 13, cao 30. Giá của nó là 1,2 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây, cái vành em đo ngay đây đây. Vành em đo ngay đây là 13 nha cô chú anh chị. Và tiếp sau đây là mã số 29, cũng là bông trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Vành của nó là 23. Vành đế của nó đây là 50. Cao của nó cũng là 50 luôn nha cô chú anh chị. Giá của nó là 5,5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Có khuyết điểm gì thì nói nha em. Dạ. Cái này thì nó có những mặt tẹo. Đây nó cũng có những mặt hẹo ở đây, em cũng đã làm mà các em pha keo kỹ hết rồi. Rồi. Vành ở đây là em đo là ngay chăng là mực đây là 27. Ừ. Còn ở dưới đây là vành đế của nó là 50 nha cô chú. Một cốt đại diện nó là bao nhiêu em? Em đo một cốt đại diện cho bà con coi nha. Của nó đây là 16 nha cô chú anh chị. Cốt đại diện 16 ha, tại đo ở trên ha. Tại vì cái này em đo ở trên chứ chưa sát xuống, đây là 16. Rồi. Giá của nó là 5,5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Coi vàng đỏ lá nhỏ nha. Vàng đỏ lá nhỏ. Này chơi dán bay cũng được ha. Ví dụ mình chơi cái dán bay thì mình trồng như vậy cũng được. Cuốn tay ra các em, cuốn tay ra. Dán bay giờ em thấy cũng được ha. Rồi. Tiếp vào đây là mã số 30, vành 16, cao 65, giá của nó là 900k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây em đo vị trí này đây. Dạ. Đây có một dấu. Cây này là nó già cây da nó bung vậy thôi chứ không có gì nha. Nước da me chứ ha. Nước da me. Okay. Và tiếp vào đây là mã số 31, vành của nó là 11, cao 60, giá của nó là 900k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã số 31. Bông trang đỏ lá nhỏ. Bông trang đỏ lá nhỏ. Đây là em đo cái vành ngang đây nha cô chú anh chị. Đây, còn vành cũ thì không có đo. Rồi tiếp theo đây là mã số 32, vành của nó là 12, cao 70, giá của nó là 900k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây vành của nó là em cũng đo ngay chân đây thôi chứ không có đo ở dưới. Mã số 32 cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 33, vành của nó chỉ có 9 thôi nha cô chú anh chị. Chiều dài của nó là 65, tán ngang 25, giá của nó là 1,2 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị, ship luôn chậu luôn nha. Cây này dáng thú nha cô chú anh chị. Cá sấu. Có dáng bài luôn nha cô chú anh chị, đây cái đuôi đây nè. Và tiếp vào đây là mã số 34, vành của nó là 11, tán ngang của nó là 50, chiều cao 1m, giá của nó là 1,2 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây em đo cái vành nó chỉ có một phân bên đây thôi nha. Bông trang nhà ha em. Bông trang nhà. Bông trang đỏ nó nhỏ nha cô chú anh chị. Đây vành của nó em chỉ đo một cốt bên đây thôi nha. Bông trang này bông trang của nhà chồng. Bông trang này của ba em chồng á. Rồi và tiếp theo đây là mã số 35, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Vành của nó là 14, em đo ngay đây thôi. Còn tán ngang của nó là 60, chiều cao của nó là 70, giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây là cái bông trang tàn có cũ đây, nhưng mà em chỉ đo cái vành đế, vành thân ngay trang đây thôi. Còn cũ ở đây nó tới 17 lần. Cây này vành cũ này đế nhiều nha cô chú anh chị. Đây là mã số 36, vành của nó là 10, cao của nó là 80, giá ngang 30, giá của nó là 900k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây em chỉ đo cái vành thân ngay trang đây thôi, vành cũ đế dưới đây em có đo. Anh chị cô chú nào có nhớ ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492. Số Zalo cũng là số đó luôn nghe cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 37, vành của nó là 17,
bình tổng của nó ở đây là 40, tán ngang 45, chiều cao 65, giá của nó là 5.300.000 tàu quá cho cô chú anh chị. Hoành đại diện nó thì 17 ha. Hoành đại diện của nó là 17, em đo ngay đây đây. Đo ngay trang hoành tổng ngay đây. Trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Còn hoành tổng của nó hết trơn đây luôn là 40 nha cô chú anh chị. Cũ. Trang đỏ lá nhỏ, cũ đế luôn nha. Cũ tới 40 ha. Dạ, mình cũ tới 40. Mình đại diện ở đây là chỉ có 17 thôi nha cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 38. Hoành của nó là 16. Tán ngang của nó 50, cao 80, giá của nó là 3.000.000 bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Giá này nằm giống giống thú nha. Đây em đo hoành ngay đây đây. Em xin nhắc lại đây là mã số 38. Giá giá của nó là 3.000.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cái này đế ở dưới còn nhiều lắm. Và tiếp vào đây là mã số 39, cũng là bông trang đỏ lá nhỏ, vành của nó đây là 11. Tán ngang 70, cao 1 m. Giá của nó là 2.700.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại đây là mã số 39. Vành của nó 11, tán ngang 70, cao 1 m, giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc. Cây này bông giữ lắm đẹp nha cô chú anh chị. Bông về đặt cây luôn nha cô chú anh chị. Và tiếp theo đây là mã số 40. Vành đại diện của nó đây là 14 nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 90, cao 1 m. Giá của nó là 3.700.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Càng dày đặt luôn nha. Bông đều. Em xin nhắc lại mã số đây là mã số 40, giá của nó là 3.700.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ở đây nó da nó chỉ bị khô thôi, nó sành, nó đang liệt lại chứ không có gì. Chóp da ha. Chóp da. Chóp da lưng. Chóp da nó liệt thịt lại, không có sao hết. Anh chị cô chú có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, số Zalo cũng là số đó. Và tiếp vào đây là một cây ngựa tàu, mã số của nó là 41. Em xin đo vành ạ. Vành thân của nó ở đây là 31, nhưng mà em tính 30 thôi nha. Rồi em đo vị trí ở dưới cái nữa. Đo vị trí ở dưới đây là 43, nhưng mà em chỉ tính 42 thôi. Rồi, chơi đẹp ha. Cây đẹp. Tán ngang của nó là 80 nha cô chú anh chị. Rồi. Cao của nó là 78. Xếp chậu không? Chậu bao nhiêu lọt đậu? Cây này là có ship chậu không em? Cây này ship chậu luôn. Giá rồi. Là 6.500.000 ta ship toàn quốc, ship luôn chậu luôn. Rồi, cây gừa tàu ha. Cây vô dán thế bonsai ha. Cây vô dán thế bonsai hết. Giá của nó là 6.500.000 bao ship toàn quốc, ship chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, quay đi. Cây này là đế đặt chậu hết, cây này thật chậu rồi nha cô chú anh chị. Đỏ lá nhỏ, mã số của nó là 42 nha cô chú anh chị. Cái chiều cao của nó là 150. Chiều cao 140 hả? Cây này 140 hả? Cao 140, tán ngang của nó là 160. Đây cái đường kính bầu của nó đây. Chiều cao 1m4, tán ngang 1m6 nha bà con. Rồi cái đường kính của mặt bầu thì nó đường kính mặt bầu là 64. 64 ha. Dạ. Rồi em đo cụm nguyên cái cụm coi. Đo nguyên cái cụm của cái bụi trang đỏ lá nhỏ luôn. Cốt đại diện nữa. Nguyên cái bệ hoành tổng của nó là 77 kệ 76 thôi. Rồi 76. Rồi em đo cái cốt đại diện bự nhất coi. Em đo cốt này nè. Cốt này thấy cũng to nè. Đây em đo cốt đại diện đây. Cốt đại diện của nó đây là 23 nghe cô 23. Chú anh chị. À, nó lên 2-3 tượng nữa ha. Đã, dạ, lên 2-3 tượng nữa. À, để quay cái quay vòng cái bể đế cho bà con coi nha. Này thì xương tàn thì khỏi chê. Đặt sạch ha. Đây.
Tàn không có lép bên nào cho nghe bà con. Nói chung là tàn đông đặc nghe cô chú anh chị. Này nếu cắt tỉa gì cũng tốn thời gian dữ lắm ha. Dạ. Bên này nó hơi nét chút xíu thì cái này mình này, cái đó kéo ra được ha. Mình kéo ra được nha cô chú anh chị. Rồi rồi, để anh qua anh quay rồi, cái chỗ lép cho bà con coi nha. Bên đây thì nó cũng có hơi cản cái hàng rào đó bà con, nó cũng hơi lép ha. Nhưng mà nó mình gịch xuống thì nó cũng vẫn đều. Gịch xuống hơi hơi gì là được hết. Hàng nó vẫn còn dày đặc nha cô chú anh chị. Rồi rồi rồi. Thì cái này là cũng là một cái khuyết điểm của nó, thì em chỉ cho cô chú anh chị coi cho rõ thì cây giùm em luôn. Cái này bán cặp hay là bán cây em? Dạ cái này bán cặp ạ. À, rồi. Còn cây bên đây là chiều cao của nó là 160. Rồi. Chiều cao 160, tán ngang. Tán ngang của nó là 170. Ừ. Em xin đo bằng tổng luôn ạ. Cái này có anh em bà con nào chốt một cây thì em có giao lưu không? Chốt một cây thì giá cả hơn lượng ra, tại vì em bán cặp thì giá nó khác. Đây cái bằng tổng của nó đây là 43. Bằng tổng của nó là 53 nhưng mà tính 52 thôi nghe cô chú anh chị. Rồi, cốt đại diện luôn em. Cây này thân to hơn cây nãy. Cây này thân to hơn. Cốt đại diện của nó là 18 nghe cô chú anh rồi, chị. 18. 18. Rồi, cốt kia coi. Ba cốt ha. Ba cốt. Bốn cốt. Ba cốt bự. Ở đây là chỉ có 17 thôi nghe cô chú anh chị. Rồi. Rồi để em đi. Tại cái bầu nó cũng hơi bự. Em đi cái bàn tổng bầu của nó em quên đo. Đo mà kính bầu ha. Mà kính bầu của nó là 70. Rồi. Cây này em báo giá, cặp này em báo giá là 16 triệu bao ship 200 km nha cô chú anh chị. 16 triệu. Cây này em ba cặp này em ship bằng xe tải. Ừ. Còn mua một cây thì thương lượng ha. Mua một cây thì giá cả hai bên thương lượng lại. Rồi rồi. Tàn cây này của nó cũng đặc, để em đi vòng vòng vô con coi. Đây cũng là cặp cuối cùng cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Anh chị cô chú có thể ý điện thoại em thì liên hệ vào số điện thoại là 0965 982 492. Số Zalo cũng là số đó luôn nha cô chú anh chị. Cũng xin cảm ơn cô chú anh chị clip chiều qua đã ủng hộ em để có thêm động lực làm thêm clip mới nha cô chú anh chị. Rồi. Thì là hết ha em. Dạ hết rồi đó. Dạ. Quay ra ra cho thấy là thấy một cặp tính rồi. Cặp này nó cũng xứng dữ lắm nè con. Đây, đây em giang tay ra cho cô chú anh chị coi thử. Rất là đều. Bên đây cũng nó rất là đều cô chú anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con nha. Thì cũng mong rằng bà con mình tiếp tục ủng hộ những clip vừa qua nhé.